Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước của bài Samalai Cha 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 nhé. Bài này gồm có 4 câu và 4 hướng. Chúng ta bắt đầu vào bài này. Câu 1 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Thì câu 1 bắt đầu ta bước chân phải lên và đánh lên này. 1 này, 2 này, 3 và 4 hạ chân này, sau đó bước chân trái lên 5, 6, 7 và 8 này. Ta đi lại câu 1 nào. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8 này. Ta vào câu 2 này, 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. Ta đi lại câu 2 nhé. Câu 2 bắt đầu chân phải bước lên này, 2, chân trái dậm là 2 này. Chân phải đưa ra đằng sau nháy 2 lần cha 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 này, 3 và 4 này. Chân trái lại đưa tiếp 5 và 6 này. Chân phải dậm 7, 8. Và ra vào câu 3 hướng ngang này. 3 và 2, 3, 4 này. Sau đó đi tiếp này, 5 và 6, 7, 8. Thì hướng như thế này là kết thúc của câu 2 này, câu 3 ra đi ngang này, chân phải bước sang 3 và 2 này, quay ngược lại đằng sau này, 3 đổ sang chân trái, 4 đổ sang chân phải này, sau đó đi ngang tiếp 5 và 6 này, chân phải bước lên trên 7, 8. Và ta quay ngược lại để đi câu 4 này, 4 và 2 đá 3, 4, 5 và 6. Quay ngược lại đến 7, 8. Ta lại câu 3 luôn này. 3 và 2, quay lại 3, 4, 5 và 6, 7, 8 này. Câu 4 quay ngược lại này. 4 và 2, đá lên là 3, hoặc vào là 4 này. Sau đó 5 và 6 này. Chân phải bước lên 7 và quay lại là 8. Và tiếp tục hướng thứ 2 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Ta hạ chân này, câu 2. 2, 2, 3 và 4 này, 5 và 6 này, 7, 8 này. Câu 3 đi tay phải này. 3 và 2, 3, 4 này, 5 và 6, 7, 8 này. Câu 4 ngược lại đằng sau này. 4 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8 này. Tiếp hướng thứ 3 này. 1, 2, 3 và 4 này. 5, 6, 7 và 8 này. Câu 2 này. 2, 2, 3 và 4 này. 5 và 6 này. 7, 8 này. Câu 3 đi ngang tay phải này. 3 và 2, quay ngược lại, 3, 4 này, 5 và 6, 7, 8 này, và câu 4 này, 4 và 2, đá, 3, 4, 5 và 6, quay lại, 7, 8 này, và tiếp tục hướng thứ 4 này, 1, 2, 3 và 4 này, chân trái lên, 5, 6, 7 và 8 này, câu 2 này, 2, 2, 3 và 4 này, 5 và 6 này, 7, 8 này. Câu 3 đi ngang này, 3 và 2 quay lại, 3, 4 này, 5 và 6, 7, 8 này. Quay ngược lại câu 4 này, 4 và 2 đá, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Vậy là tôi đã hướng dẫn 4 câu 4 hướng của bài Samalai. Bây giờ chúng ta vào khớp nhạc nhé.